Mến chào quý vị, Lan Hương rất vui khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự nóng trên kênh tin tức 24h TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Trong bản tin mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tối ngày 17 tháng 5, mời quý vị các bạn đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Có 16 bệnh nhân mắc Covid-19 nguy kịch, 2 ca phải can thiệp ECMO. Số ca mắc mới Ấn Độ giảm đáng kể nhưng vẫn có tới hơn 4.000 ca tử vong. Hà Nội có thêm trường hợp mắc Covid-19 tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Phát hiện hai trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 ở Phú Thọ. Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 của ông Đoàn Ngọc Hải. Nữ điều dưỡng bị sốc sau tiêm vaccine Covid-19 ở Đà Nẵng đã ổn định, không di chứng. Gần 300 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động Hà Nội lên đường chi viện cho Bắc Giang. Tình hình ngày càng trầm trọng, chợ đen hút cạn máu bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong bản tin. Tin nóng, có 16 bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch, 2 ca phải can thiệp ECMO. Kính thưa quý vị, trong hơn 1.400 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 16 trường hợp bệnh nhân nguy kịch, trong đó một nam bác sĩ 25 tuổi cũng đang phải thở oxy, theo tiểu ban điều trị, hiện cả nước đang điều trị cho 1449 ca mắc COVID-19 tại 61 cơ sở y tế, trong đó bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tiếp nhận nhiều nhất với 374 bệnh nhân. Hai ca nguy kịch nhất hiện nay là bệnh nhân số 2983 nữ, 65 tuổi từ An Giang chuyển lên bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và bệnh nhân 3019 nam, 54 tuổi quê ở Thái Bình đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cả hai bệnh nhân này đang phải can thiệp ECMO do mắc nhiều bệnh nền. Ngoài ra 15 ca nguy kịch khác đang phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực. 4 ca nặng phải thở máy không xâm nhập, tất cả đều điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. Đáng lưu ý là một nam bác sĩ 25 tuổi công tác tại bệnh viện đa khoa Phúc Yên đang nằm trong số 31 ca nặng phải thở oxy qua ống thông. Nam bác sĩ từ tiếp xúc với nam bác sĩ là bệnh nhân 2979 liên quan đến ổ dịch tại quán bar karaoke Shani Club ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Từ ngày 6 tháng 5, bệnh nhân ho sốt liên tục, sau đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính, được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới điều trị vào ngày 8 tháng 5. Đối với bệnh nhân 2983, các bác sĩ bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tình trạng bệnh nhân này nặng không kém so với bệnh nhân 91 mà trước đây bệnh viện đã từng điều trị từ 18 tháng 3 đến 22 tháng 5 năm 2020. Theo kết quả chụp CT scan ngực của bệnh nhân, ghi nhận tràn khí màng phổi phải, nhu mô phổi chỉ còn khả năng hoạt động từ 10 đến 20%, nhiều kén khí dọa bể. Tiểu ban điều trị COVID-19 của Bộ Y tế đã hội trần và đánh giá bệnh nhân mắc bệnh nặng cần sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngay trong đêm 12 tháng 5, đội phản ứng nhanh khoa hồi sức tích cực chống độc người lớn của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã xuống An Giang. Ngay lập tức đội đã đánh giá tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, tiến hành đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, giữ vững dấu hiệu sinh tồn và chuyển viện an toàn ngay trong đêm. Đến dạng sáng 13 tháng 5, khoa hồi sức tích cực chống độc người lớn bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận bệnh nhân cho tình trạng suy hô hấp nhiều ngày không cải thiện, tổn thương phổi nặng với hình ảnh X quang, phổi trắng xóa cả hai phế trường, cơ địa có bệnh lý nền tiểu đường, tăng huyết áp. Bệnh nhân được chỉ định sử dụng ECMO hỗ trợ hô hấp tuần hoàn ngoài cơ thể. Ngay trong ngày 13 tháng 5, kết quả xét nghiệm real -time PCR cho thấy bệnh nhân vẫn còn dương tính với SARS-CoV-2. Theo các chuyên gia, hiện tình trạng bệnh nhân còn tiên lượng rất nặng và nguy kịch, cần tiếp tục được hỗ trợ hồi sức hô hấp tuần hoàn trong thời gian dài. Tại Bắc Ninh, hiện bệnh viện đa khoa tỉnh đang điều trị cho 46 trường hợp F0, trong đó 23 trường hợp thở oxy, không có nghĩa là bệnh nhân nặng vì còn tùy thuộc vào thở bao nhiêu lần trên phút, đặc biệt hai trường hợp tiên lượng nặng Hiện nay, 10 bệnh viện trung tâm y tế của Bắc Ninh điều trị cho 289 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó nhiều nhất tại bệnh viện giã chiến Gia Bình 71 người, sau đó đến trung tâm y tế Thuận Thành 62 ca. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID chiều ngày 16 tháng 5, Ban chỉ đạo lưu ý đối với công tác điều trị, Bắc Ninh, Bắc Giang hết sức lưu ý, chú ý theo dõi ngay từ đầu những bệnh nhân mắc có bệnh nền nặng khi cần thiết phải chuyển lên tuyến trung ương ngay từ khi chưa chuyển nặng, không để tử vong. Chuyển sang thông tin khác, số ca mắc mới ở Ấn Độ giảm đáng kể, nhưng vẫn có tới hơn 4.000 ca tử vong. Số ca mắc COVID-19 mới ở Ấn Độ trong ngày 16 tháng 5 là 282.860 ca, nhưng vẫn có 4.092 người tử vong. Con số này nâng tổng số ca dương tính tại Ấn Độ tới nay là 24,6 triệu, trong đó 270.284 người tử vong. Những con số thống kê mới nhất cho thấy đợt bùng dịch COVID-19 thứ hai ở Ấn Độ có vẻ như đang giảm khi số ca mắc mới theo ngày giảm xuống dưới 300.000 ca. So với tuần trước đó, số ca nhiễm mới của tuần vừa qua giảm đến 16%. Từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 5, trung bình tổng số ca nhiễm mới của Ấn Độ ở mức thấp nhất trong vòng 3 tuần qua. Theo báo Times of India ngày 16 tháng 5, đây là lần đầu tiên kể từ đợt bùng dịch thứ hai, số ca mắc COVID-19 mới trung bình hàng tuần, tính đến chủ nhật mỗi tuần giảm xuống Dịch bệnh cũng đã giảm ở nhiều vùng của Ấn Độ. Tuy nhiên, trong tuần qua, số ca tử vong do COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm. Tổng số ca tử vong theo tuần vượt qua 28.000 người. Đây là số ca tử vong do COVID-19 theo tuần cao hơn mọi khu vực khác trên thế giới. Liên quan đến dịch bệnh Ấn Độ, ngày 16 tháng 5, công ty dược Brahas Biontech của Ấn Độ cho biết vaccine Covaxin của hãng này có hiệu quả với các biến thể của virus Sars-CoV-2 gây bệnh Covid-19, bao gồm biến thể B.1.617 được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ và biến thể B.1.17 phát hiện lần đầu tại Anh. Nghiên cứu liên quan do Viện Virus Quốc gia và Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ thực hiện được công bố trên tạp chí Clinical Infectious Diseases. Bharat Biotech cho biết vaccine Covaxin có thể chống lại tất cả các biến thể mới hiện nay. Hà Nội có thêm trường hợp mắc COVID-19 tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Trưa ngày 17 tháng 5 sau khi được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông báo trường hợp trú tại số 16 ngõ 212, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân dương tính với COVID-19. Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã tiến hành khử khuẩn, điều tra truy vết các trường hợp liên quan. Qua điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân làm nghề tự do, ngày 5 tháng 5 có đưa người nhà địa chỉ số 62B trên 236 đường Khương Đình đi khám tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều huyện Thanh Trì và đến 11 giờ rời khỏi bệnh viện về nhà. Ngày 7 tháng 5, ủy ban nhân dân phường Hạ Đình đã có quyết định cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Tuy nhiên đến ngày 16 tháng 5, bệnh nhân có biểu hiện ho sốt khó thở nên được trung tâm y tế quận chuyển đến bệnh viện đa khoa Hà Đông khám điều trị. Đến 10 giờ ngày 17 tháng 5, CDC Hà Nội thông báo có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Điều tra sơ bộ Bước đầu xác định có 7 trường hợp F1, 20 trường hợp F2 được cơ quan chức năng thực hiện cách ly và giám sát theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng xử lý khử khuẩn toàn bộ nhà ở của bệnh nhân và khu vực xung quanh nhà bệnh nhân, phong tỏa 20 hộ dân tại ngõ 212, đường Khương Đình, lấy mẫu xét nghiệm cho gần 100 người thuộc 20 hộ gia đình ở khu vực phong tỏa tạm thời. Phát hiện hai trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 ở Phú Thọ theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, vừa phát hiện hai trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 là em trai và con gái của bệnh nhân 3116. Từ ngày 7 tháng 5, hai trường hợp này đã được giám sát nghiêm ngặt và cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Đại học Hùng Vương. Hiện nay, hai trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Tại cơ sở cách ly tập trung, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Đại học Hùng Vương qua theo dõi cách ly 315 trường hợp. Qua xét nghiệm ban đầu, có 22 trường hợp 4 lần âm tính, 33 trường hợp 3 lần âm tính, 229 trường hợp 2 lần âm tính, 28 trường hợp âm tính lần thứ nhất. Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 của ông Đoàn Ngọc Hải. Ngày 17 tháng 5, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông đã được ra viện sau 2 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 đều cho kết quả âm tính. Theo ông Hải, qua truy vết các yếu tố dịch tễ, ông có lịch trình không đi qua vùng dịch, sức khỏe ổn định. Tiến hành lấy các mẫu xét nghiệm, các triệu chứng đều bình thường nên ông được ra viện vào ngày 15 tháng 5 theo đúng quy định. Ông Đoàn Ngọc Hải vào khám và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên chiều ngày 13 tháng 5 với triệu chứng sốt cao. Nhân viên y tế đã xử lý truyền dịch, bù nước điện giải và kháng sinh dự phòng. Sau khi vào điều trị tại bệnh viện, CDC Điện Biên đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Sau hai lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Ông Hải cho hay, do tình hình dịch bệnh đã diễn ra ở nhiều tỉnh thành, nên ông tạm thời không đi phân phát sữa nữa. Ông chỉ chờ bệnh nhi ở thành phố Hồ Chí Minh về quê ở miền Tây, Tây Nguyên và điều hành quỹ vì đồng bào. Ngoài ra, ông Hải cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các y bác sĩ nhân viên phục vụ ở Điện Biên, cũng như những người dân đã điện thoại động viên, nhắn tin thăm hỏi sức khỏe ông. Nữ điều dưỡng bị sốc sau tiêm vaccine COVID-19 ở Đà Nẵng đã ổn định, không di chứng. Ngày 17 tháng 5, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin cho biết, nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ, nguy kịch sau khi tiêm vaccine COVID-19 đã hồi sức, không để lại di chứng và có thể ra viện. Trao đổi với phóng viên bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp tham gia cấp cứu hồi sức cho nữ điều dưỡng 31 tuổi, bị sốc phản vệ nặng ngay sau khi tiêm vaccine COVID-19, cho biết bệnh nhân đã ổn, không để lại di chứng gì và được xuất viện. Bác sĩ Hiếu cũng cho biết, Trước đó, bệnh nhân này không có tiền sử dị ứng, không mắc các bệnh lý mạng tính. Tuy nhiên, phản ứng phản vệ xảy ra chỉ vài phút sau khi tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên. Bác sĩ Hiếu nói, bệnh nhân ù tai, mất cảm giác vùng mặt, sau đó khó thở tăng dần, nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp, phù phổi cấp, rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn. Gần 300 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động Hà Nội lên đường chi viện cho Bắc Giang. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang xảy ra tại tỉnh Bắc Giang, Sáng ngày 17 tháng 5, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô tại xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội đã diễn ra buổi lễ gia quân tăng cường hỗ trợ công an tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tham dự buổi lễ gia quân có sự hiện diện của Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an và hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an. Hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên cả nước đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại tỉnh Bắc Giang. Đến nay tổng số ca nhiễm tại địa phương này đã lên 346 ca. Ngoài ra Bắc Giang cũng đang thực hiện cách ly hàng ngàn trường hợp F1, F2, đặc biệt nhiều khu công nghiệp lớn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở mức báo động. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã quyết định chi viện cho Bắc Giang gần 300 chiến sĩ cảnh sát cơ động để hỗ trợ công an tỉnh Bắc Giang về mọi mặt trong công tác bầu cử và phòng chống ngăn chặn kịp thời dịch COVID-19. Cho đổi với phóng viên Trung tướng Phạm Quốc Cương cho biết, đây là việc làm kịp thời và ý nghĩa cho bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại quê hương Vải Thiều. Tình hình ngày càng trầm trọng, chợ đen hút cạn máu bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Giữa COVID-19, một bình dưỡng khí rỗng không khác gì máu vật tại Ấn Độ. Bệnh viện cần chống để nạp và chuyển oxy đi cứu những bệnh nhân đang thoi thóp. Vậy nên một tổ chức từ thiện địa phương đã không thể nén cân giận dữ khi một nhà cung cấp đã tăng hơn 2 lần giá bình oxy lên gần 200 đô la Mỹ mỗi chiếc. Tổ chức từ thiện này đã báo cảnh sát giúp nhà chức trách phát hiện ra mạng lưới lừa đảo nguy hiểm đang tâm hút đến tận cùng sự sống của bệnh nhân COVID-19. Cảnh sát cho biết nhà cung cấp trên về cơ bản là một xưởng phế liệu. Họ lừa đảo bằng cách sơn lại các bình chữa cháy và bán chúng dưới dạng bình đựng oxy. Hậu quả có thể gây tử vong. Những bình chữa cháy kém chắc chắn rất dễ phát nổ nếu chứa đầy oxy cao áp. Mosket Kana, tình nguyện viên tại tổ chức từ thiện nói về chủ cơ sở kinh doanh bình oxy lừa đảo. Gã này nên bị buộc tội giết người, hắn ta chơi đùa với tính mạng của con người. Làn sóng COVID-19 thứ hai đang tàn phá nặng nề hệ thống y tế Ấn Độ và làm suy yếu niềm tin vào chính quyền Thủ tướng Narendra Modi trong nỗ lực bảo vệ người dân cũng như kiểm soát đại dịch số người tử vong vì dịch bệnh mỗi ngày được cho là còn cao hơn cả con số mà chính phủ công bố bệnh viện đã hết chỗ thuốc vaccine oxy cùng những vật phẩm cần thiết khác đều cạn kiệt nhưng khó khăn này lại là cơ hội cho những kẻ trục lợi từ đại dịch thuốc men oxy đang được môi giới trực tuyến qua chợ đen hay qua các cuộc điện thoại ẩn danh trong nhiều trường hợp những kẻ bán hàng lợi dụng cả tình cảnh tuyệt vọng và nỗi đau buồn khôn xiết của gia đình nạn nhân những tên tội phạm mạng này vẫn luôn ở đó Mustek Chander, ủy viên Hội đồng Cảnh sát Delhi, nói, có cơ hội chúng sẽ lập tức tận dụng. Đôi khi, những hàng hóa bán trên trận đen là hàng giả và nhiều lúc còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Tuần trước, cảnh sát tại bang Utah Pradesh cáo buộc một nhóm người trộm những tấm vải liệm đã qua sử dụng rồi bán lại chúng như đồ mới. Cho một ví dụ khác, cảnh sát phát hiện hơn 100 liều ramen giả, loại thuốc đang được không ít bác sĩ Ấn Độ kê cho bệnh nhân COVID-19, bất chấp những nghi vấn về hiệu quả của nó. Trong tháng qua, cảnh sát New Delhi đã bắt hơn 210 người với các cáo buộc gian lận, đầu cơ, âm mưu phạm tội hoặc lừa đảo liên quan đến COVID-19. Tương tự, cảnh sát Uttar Pradesh cũng bắt hơn 160 người. Vikram Singh, cựu cảnh sát trưởng bang Uttar Pradesh cho hay: "Tôi đã chứng kiến nhiều hành vi hút máu đáng sợ ở tất cả các hình thức khác nhau, song mức độ độc ác và xa đoạn như thế này thì là lần đầu tiên tôi thấy trong suốt 36 năm sự nghiệp của mình." Hành vi lừa đảo và trục lợi cho thấy mặt trái của hệ thống trợ giúp trực tuyến khổng lồ vốn hình thành để lấp đầy khoảng trống mà chính phủ để lại. Những người làm việc thiện trên khắp đất nước tìm mọi cách kết nối người có nhu cầu và các nguồn lực cứu trợ khác nhau. Tuy nhiên, những hệ thống này cũng có những giới hạn. Các nguồn cung quan trọng như oxy vẫn bị tắc nghẽn và người dân thì vẫn tiếp tục tử vong vì bệnh viện hết chỗ. Các nhà sản xuất vaccine và dược phẩm không thể bắt kịp nhu cầu. Các chính trị gia ở một số nơi thậm chí còn đe dọa những người công khai xin tiếp tế. Điều này càng tiếp thêm động lực cho thị trường chợ đen phát triển. Dù mức giá cắt cổ, nhiều người nói rằng họ không có lựa chọn nào khác. Rohit Shukla, sinh viên đại học ở New Delhi cho biết, sau khi bà anh qua đời hồi cuối tháng trước, một tài xế xe cứu thương đã đòi tới 70 đô cho quãng đường gần 5 km từ bệnh viện tới lò hỏa táng, cao gấp hơn 10 lần mức giá bình thường. Khi gia đình đến nơi, công nhân tại nhà tang lễ đòi tiếp 70 đô cho tiên củi mà đáng lẽ là chỉ có giá 7 đô la Mỹ. Tranh lệch cung cầu có thể là nguyên nhân khiến giá cả một số mặt hàng dịch vụ tăng, nhưng Shukla nghi ngờ nguyên nhân sâu xa còn hơn thế. Anh nói, ai cũng tìm cách vụ lợi từ đại dịch, tôi không biết mọi người bị làm sao nữa. Một số bác sĩ tại Ấn Độ đang sử dụng huyết tương của người mắc COVID-19 đã khỏi để điều trị cho bệnh nhân, đi kèm với đó một thị trường ngầm một thị trường ngầm cho mặt hàng này cũng đã phát triển và nở rộ nhanh chóng. Cảnh sát ở thành phố Noita, bang Uttar Pradesh hôm 12 tháng 5 bắt hai người đàn ông bị cáo buộc là bán huyết tương với giá 1.000 đô la Mỹ mỗi lọ. Theo cảnh sát, thì một trong hai người này đã vờ xin huyết tương để dùng cho bản thân trên mạng xã hội, sau đó bán lại thông qua người trung gian. Các nhà điều tra mạng đang cố gắng giúp đỡ bằng cách vạch trần những kẻ lừa đảo trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ sinh viên Holly Maria đã tố cáo một bài đăng trên Twitter là lừa đảo vì quảng cáo thuốc được cho là có thể trị COVID-19, nhưng người bán lại đòi trả trước 2.000 đô mới giao hàng. Không lâu sau, cô nhận được vô số tin nhắn, nhưng là từ những người đang tuyệt vọng tìm mua thuốc. Cô nói, mọi người phải đối mặt với sự bất lực như vậy mỗi ngày. Thuốc chống virus Remdesivir đã trở thành tâm điểm của không ít vụ lừa đảo. Cảnh sát New Delhi mới đây cho hay họ vừa bắt 4 người làm việc tại cơ sở y tế, đã lấy những lọ thuốc Remdesivir từ những bệnh nhân qua đời khi chưa kịp dùng rồi bán lại với giá 400 đô la Mỹ mỗi lọ. Trước khi loại thuốc này trở nên khan hiếm, các bệnh viện Ấn Độ chỉ tính phí khoảng 65 đô cho mỗi lọ. Gia đình Surin đến từ thành phố Lucknow gần đây đã trả hơn 1.400 đô cho trung gian để mua 6 lọ Remdesivir. Lucky Surin, một nhà tổ chức sự kiện bộc bạch, gia đình cô không còn lựa chọn nào khác Mẹ và em dâu cô đều rất bệnh nặng. Mẹ cô đã qua đời không lâu sau đó. Surin nói, tôi có thể làm gì hơn? Nếu bác sĩ kê thuốc thì bạn phải mua thôi. Bác sĩ Jawed Khan, người sở hữu bệnh viện đã kê thuốc Vredesovir cho nhà Surin nhưng không thể cung cấp nó. Nói gia đình có thể tự mua và các bác sĩ sẽ kiểm tra thông qua đánh giá lọ thuốc và nhãn mắt. Cảnh sát ở bang Gujarat, phía tây Ấn Độ, tháng qua đã phát hiện hàng nghìn ống thuốc Vredesovir giả trong một chiến dịch triệt phá. Tại nhà máy là hiện trường, thu được các tang vật. Họ tìm thấy 3.371 lọ chứa gluco, nước và muối. Nhiều loại thuốc khác có thể đã được bán ra thị trường và đưa vào cơ thể của bệnh nhân, tạo ra mối nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng. Cảnh sát Gujarat nhấn mạnh, những người tìm đến chợ đen thường biết rõ tình cảnh của mình và hiểu rằng họ đang đánh bạc. Anirudh Singh mươi 59 tuổi, nhà kinh doanh vải ở New Delhi, đã tuyệt vọng tìm kiếm thuốc Remdesivir cho người vợ đang mang bệnh của mình, Shatna, ông mua được hai lọ thuốc với giá do chính phủ quy định là 70 đô mỗi lọ, nhưng ông cần thêm bốn liều nữa. Qua mạng xã hội, Rattor tìm thấy một người sẵn sàng bán bốn lọ redesivi nhưng với giá cao hơn bình thường năm lần. Hai lọ ban đầu đến mà không có gì bất thường, nhưng với hai lọ còn lại, Rattor nhận thấy bao bì khác với đợt đầu tiên. Người bán giải thích rằng thuốc được sản xuất từ hai công ty khác nhau. Rattor nghi ngờ, nhưng đồng độ oxy trong máu của Shatna đang giảm và họ không biết bấu víu vào đâu. Rattor đưa thuốc cho bác sĩ. Họ tiêm thuốc mà không hề xác định liệu chúng là thật hay giả. Và ngày 3 tháng 5, vợ Rotor qua đời. Rotor nộp đơn trình báo cảnh sát và một trong số những người bán đã bị bắt, nhưng ông không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Tôi cứ ân hận rằng có lẽ vợ tôi sẽ được cứu nếu số thuốc đó là thật. Ông nói, nhiều người đang lợi dụng khủng hoảng để trục lợi. Đây là một cuộc khủng hoảng về đạo đức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin nào hữu ích với quý vị, đừng quên hãy chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng với tin tức 24h TV. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị các bạn hạnh phúc bình an. Hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.